tạp chí xã hội. Kính thưa quý vị, sự xâm nhập của biến thể virus COVID-19 từ Anh trong những tuần qua vào Pháp làm dấy lên lo ngại nước Pháp sẽ khó tránh khỏi làn sóng dịch thứ ba. Nước Pháp hiện đang có khoảng trung bình 20.000 ca dương tính với virus COVID-19 mỗi ngày. Biến thể virus từ Anh và nguy cơ một làn sóng dịch mới là chủ đề của tạp chí xã hội của RFI tuần này. Việc vaccine được chính thức đưa vào sử dụng kể từ cuối tháng 12 năm ngoái tại châu Âu mang lại tia hy vọng là đà lây lan sẽ chững lại, đại dịch COVID-19 sẽ dần dần được khống chế. Số lượng ca nhiễm mới trong những tuần qua có lúc đã tụt xuống dưới con số 5.000 người một ngày tại Pháp. Tuy nhiên, không khí lạc quan không kéo dài. Đúng vào lúc nước Anh khép cửa, hoàn tất cuộc ly dị với Liên hiệp châu Âu, thì lục địa châu Âu lại đón nhận những vị khách đáng sợ từ nước Anh. Những vị khách không mời mà đến. Đó là virus COVID-19 biến thể với tên gọi chính thức là VOC-2020-12-01. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Liên Âu ghi nhận biến thể COVID từ Anh có tốc độ lây lan nhanh hơn so với loại virus COVID thông thường hiện nay. Một số chuyên gia y tế Pháp thì so sánh tình thế hiện nay giống như giai đoạn cách nay một năm tại châu Âu, đó là tiếp sau nước Ý vỡ trận, thì Pháp và nhiều quốc gia châu Âu khác lâm vào tình trạng nguy ngập, buộc phải ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc để giảm áp lực cho hệ thống bệnh viện bên bờ vực quá tải. Mùa thu năm ngoái, cùng với nhiều nước châu Âu, nước Pháp đã phải phong tỏa toàn quốc lần thứ hai, bắt đầu từ cuối tháng 10. Lệnh phong tỏa được dỡ bỏ kể từ giữa tháng 12 và thay thế bằng lệnh giới nghiêm. Nếu như diễn biến của dịch bệnh COVID-19 vốn đã là điều không dễ dự đoán, thì sự xâm nhập mới của biến thể virus từ Anh với độ lây lan được cho là mạnh hơn nhiều lại càng khiến tương lai của dịch bệnh trở nên bất định hơn. Về mặt tiêm chủng, trong những tuần tới, nước Pháp chỉ mới có khả năng chích ngừa cho khoảng 1 triệu cư dân, không đủ để tạo miễn dịch cộng đồng. Biến thể virus từ Anh rất có thể sẽ là tác nhân cho một đợt dịch mới trong đại dịch COVID-19 đang diễn ra, như cảnh báo của giáo sư Arnaud Fontané, nhà dịch tễ học của Viện Pasteur. Từ 10 hôm nay, báo chí Pháp nói đến cuộc chạy đua với thời gian để chống lại biến thể virus mới. Tuy nhiên, để đối phó hiệu quả, điều đầu tiên là phải nhận dạng được địch thủ. Bộ Y tế Pháp vừa bắt tay vào đợt khảo sát đầu tiên về mức độ lây nhiễm của virus biến thể Anh quốc tại Pháp. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Năm, 14 tháng Giêng. Theo kết quả sơ bộ hôm 11 tháng Giêng, thì có khoảng 1% số xét nghiệm dương tính là do biến thể virus Anh, như thông báo của Bộ trưởng Y tế Olivier Véran trước Thượng viện Pháp vào ngày hôm qua. Trả lời đài RTL, bà Anne-Claude Crémieux, giáo sư về các bệnh truyền nhiễm ở Bệnh viện Saint-Louis ở Paris nhận xét, nếu mới chỉ có từ 1 cho đến 2% người nhiễm COVID mang virus biến thể này, thì chúng ta còn có nhiều thời gian hơn một chút. Ngược lại, nếu tỷ lệ này đã là 10 cho đến 20%, thì tình hình tương tự như nước Anh sẽ đến trong những ngày tới. Nước Anh hiện đang phải đương đầu với khoảng từ 50 cho đến 60.000 ca nhiễm và hơn 1.000 ca tử vong mỗi ngày. Về virus biến thể Anh quốc và nguy cơ làn sóng dịch thứ 3 tại Pháp, RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, chuyên gia về các bệnh đường hô hấp ở Bệnh viện Cochrane Paris. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn. Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là các cái biến thể virus từ Anh thì có đáng lo ngại không ạ? Trước khi để trả lời cái câu hỏi của anh thì tôi xin phép được nói ngắn gọn như vậy là thực ra đó thì cái sự việc mà có những cái biến thể nó xuất hiện nơi một cái con siêu vi như là con virus SARS-CoV-2 đó là cái việc nó rất là thông thường. Tại vì sao? Là tại vì một con virus khi mà nó cần sinh sôi nảy nở thì nó phải sao chép lại cái bộ gen, và lúc mà sao chép lại cái bộ gen thì rất là nhiều khi con virus đó sẽ sao chép một cách không có đúng, thành ra đưa ra những cái bộ gen nó tương đối nó khác. Để quay lại cái câu hỏi của anh đó, cái biến thể của con virus SARS-CoV-2 đến từ Anh quốc nó có hai điều lạ. Điều thứ nhất đó là mỗi khi một con virus nó biến thể thì nó chỉ thay đổi có một phần của cái bộ gen nó thôi, nhưng mà kỳ này thì không những là một cái sự thay đổi mà nó có đến hơn 10 cái sự thay đổi, khiến cho các nhà khoa học đang băn khoăn không biết rằng là cái biến thể nhiều như thế cùng một lúc nó có thể hiện cho một cái việc gì hay không. Thì cho đến ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng là cái biến thể này với tất cả những cái sự thay đổi đó nó có thể khiến cho con virus này nó dễ lây lan từ người này qua người khác hơn. Thưa bác sĩ, như thế thì có thể nói rằng là đáng lo ngại, bởi vì nếu mà tốc độ lây lan cao hơn thì có nghĩa là cái số người nó có thể nguy cơ chết hoặc là bị tai biến nó cũng sẽ tăng lên. Hoàn toàn chính xác là như vậy.
Dạ, thưa bác sĩ, trên thực tế thì ở tại Pháp hoặc là tại châu Âu đấy, trong thời gian vừa qua mà trước cái sự xuất hiện của cái biến thể này đấy, thì cái việc mà theo dõi về cái diễn biến của dịch bệnh thì ra sao ạ? Thực ra đó thì một quốc gia như Pháp hay là của tất cả các quốc gia tại Âu Châu thì trong thời gian vừa qua đã phải đương đầu với là một cái loại virus mà đúng là vô tiền khoáng hậu, đó là chưa bao giờ thấy một con virus mà nó có cái khả năng nó lây lan nhanh và dễ như cái con virus này, và chưa bao giờ có một cái con virus mà nó lây lan một cách rất là âm thầm. Có những cái nghiên cứu về dịch tễ học về sự lây lan của cái biến thể mới này hay không? Thực ra thì hoàn toàn chưa, tại vì cái biến thể này nó rất là mới, và chính ngay cái con số mà tôi đã đưa ra với anh lúc nãy là có nghĩa là cái sự lây lan nó tăng từ 50 đến 70%, nó dựa trên những cái nghiên cứu về dịch tễ học, về epidemiology, chứ nó không có dựa trên những cái nghiên cứu về tế bào học và ở phân tử học. Đó vẫn là một cái giả thuyết, tuy rằng là cái sự lây lan nó tăng thì gần như là chắc chắn, nhưng mà nó tăng ở cái mức độ nào thì ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có cái khả năng để mà nói một cách chính xác. Bởi vì thế nên chính phủ bên Anh và tại một số các quốc gia ở bên châu Âu và tại các nơi khác trên thế giới mới đưa đến những cái biện pháp như là giới nghiêm, như là yêu cầu tất cả mọi người không ra ngoài đường để mà tránh cho cái sự lây lan, cho đến lúc mà các nhà khoa học có những cái câu trả lời chính xác về cái khả năng lây lan, về cái khả năng gây ra những cái trạng thái bệnh nặng và về cái khả năng kháng cái loại thuốc tiêm ngừa. Dạ, câu hỏi cuối cùng xin được bác sĩ giải đáp ạ, là vì sao việc thực hành nghiêm túc các quy định về giãn cách, cách ly xã hội, phòng dịch nói chung lại không chỉ có ý nghĩa đối với việc ngăn chặn cái đà lây nhiễm của dịch bệnh trước mắt, mà còn là để ngăn ngừa sự xuất hiện của các cái biến thể virus nguy hiểm ạ? Và cái con virus này thực sự nó có cái khả năng để mà nó xâm nhập vào các tế bào của chúng ta là bởi vì trong cái bộ gen của con virus nó có khả năng để mà nó tổng hợp ra một cái chìa khóa, và cái chìa khóa đó có lẽ ngày hôm nay rất là nhiều người biết đến, gọi là cái protein S, S có nghĩa là spike. Nó giống như là một cái kim nó đưa vào một cái ổ khóa, và rất là không may là tất cả các tế bào của chúng ta có cái ổ khóa đó, cái ổ khóa đó có cái tên là S2, ACE2. Không những cái protein spike nó có cái khả năng nó đi vào cái ổ khóa ACE2, nhưng mà cùng một lúc thì nó cũng có cái khả năng để mà nó huy động một số các có thể tạm gọi là đồng lõa, có nghĩa là những cái chất men khác cũng của tế bào của chúng ta, khiến cho cái protein spike đó nó có thể nó tăng cái khả năng, cái tăng cái hiệu quả của nó. Cái nghiên cứu của đầu năm 2021 và có thể là của trong nguyên năm 2021 sẽ chú trọng vào những cái sự biến hóa của cái protein spike. Tại vì ức chế protein spike thì rất dễ. Hai cái vaccine mà chúng ta đã có ở bên Pháp của Moderna và của Pfizer đã có cái khả năng ức chế đó rồi. Nhưng mà cái biến thể mà chúng ta hiện đang thấy ở bên Anh và ở bên Nam Phi là nó đang biến cái protein spike và nó tăng cái khả năng thâm nhập của cái protein spike đó, thì có lẽ là ngày hôm nay chúng ta phải có cái khả năng tiên đoán trước rằng là nếu cái protein spike này nó biến dạng, nó trở thành, nó có những cái khả năng mà siêu việt hơn nữa, thì chúng ta cần phải làm gì. Và lúc nãy tôi có nói rằng là cái protein spike nó chỉ có thể nó biến dạng hoặc là nó tăng cái khả năng mà tấn công vào các tế bào của chúng ta. Một khi mà có những cái cơ thể con người đã có cái protein spike đó trong cái thời gian lâu mà không được phát hiện ra, khiến cho protein spike có thể dùng tất cả những cái khả năng của các tế bào của chúng ta để mà nó có thể nó tăng cái hiệu quả. Và để tóm gọn lại là chúng ta phải làm đủ mọi cách để mà ngăn ngừa cái sự lây lan. Một khi mà một người bệnh đã bị bệnh rồi thì chúng ta phải làm đủ mọi cách để mà tiêu trừ cái con virus càng sớm càng tốt. Tại vì một con virus đang ở trong cơ thể một người bệnh một tuần, nó sẽ có khả năng tương đối là ít, trong khi con virus trong cái cơ thể người và bị lây nhiễm trong vòng 3 tháng thì khả năng đó nó sẽ lên rất là cao. Nói như thế để mà một cách nôm na nói rằng là chúng ta phải làm đủ mọi cách để mà thâu ngắn lại cái thời gian của cái con virus có mặt và nó dùng những cái phương tiện của cơ thể của chúng ta để mà nó phát triển. Ekabi xin chân thành cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Vừa rồi là phần trả lời phỏng vấn tạp chí xã hội của Ekabi tiếng Việt về chủ đề biến thể virus COVID từ Anh Quốc và nguy cơ làn sóng dịch bệnh lần thứ 3 tại Pháp.